Ngày 3 tháng 6, tại khu vực ven biển xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra một vụ cháy rừng lớn. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày tại thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc. Do thời tiết nắng nóng, gió lớn cùng với thảm thực vật và cây dươi mọc dày đặc làm cho ngọn lửa bùng phát nhanh và lan rộng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tại Quảng Bình đã huy động hàng trăm người cùng tham gia dập lửa. Do đám cháy lớn kết hợp với gió Tây Nam thổi mạnh nên việc dập lửa diễn ra hết sức khó khăn. Các lực lượng đã phải căng mình giữa nắng nóng suốt nhiều giờ liền để khống chế đám cháy lan rộng. Phải đến 16 giờ cùng ngày, vụ cháy rừng nói trên mới cơ bản được khống chế. Hiện chưa có thống kê thiệt hại cụ thể, tuy nhiên theo ước tính ban đầu, đã có hàng chục hecta rừng bị thiêu rụi.